chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái câu nói mà các bạn phải tuyệt đối tránh. Nếu không các bạn sẽ bị đối phương chán ngấy luôn. Thực sự đấy, những cái câu nói này mình hy vọng rằng các bạn sẽ không sử dụng trong tình yêu của các bạn. Và một khi ví dụ đau buồn quá hay tuyệt vọng quá mà có nói ra những câu này, có trong lòng có suy nghĩ đến những câu này thì cũng đừng bao giờ nói ra cả. Vì nói ra nó chỉ khiến cho các bạn mất hình tượng và bị người ta chán ngấy mà thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ phải tránh đó là câu gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Câu đầu tiên mà tuyệt đối các bạn không nói vì nó sẽ khiến cho người kia rất là chán, đấy chính là câu anh có muốn quay lại không? Hoặc em có muốn quay lại không? Các bạn thân mến, có thể là trong cái quá trình chia tay với người yêu và các bạn nghĩ rằng là mình mong muốn quay lại, thì các bạn muốn nói câu này để thẳng thừng xem là có quay lại được hay không. Nhưng mà khi mà nói câu này, các bạn có biết không, người đối phương cảm thấy rằng các bạn không có đủ sự tinh tế. Mà con người sống trên đời này, ai, đặc biệt là những người tuyệt, ai cũng thích có cái sự tinh tế hết cả, chứ không phải là vào thẳng vấn đề như thế. Đặc biệt là những cái câu nói này các bạn hay dùng vào lúc nào các bạn có biết không? Các bạn hay dùng vào cái thời điểm mà các bạn tuyệt vọng nhất trong tình yêu, là không níu giữ được người ta rồi. Là người kia, người ta biết là người ta chán mình lắm rồi mà mình vẫn cứ hỏi là anh có muốn quay lại không, hoặc em có muốn quay lại không. Và cuối cùng vì lịch sự người ta không trả lời bạn thì các bạn buồn. Bạn ôm hy vọng nhưng thực ra người ta đã chán lắm rồi đấy các bạn ạ. Cho nên nếu như các bạn muốn quay trở lại với người mình yêu thì mình có cái video 5 bước quay trở lại với người mình yêu đấy, thì các bạn hãy theo dõi 5 bước đó. Và phải biết này, cái thời điểm mà các bạn quay trở lại với người mình yêu là cái thời điểm mà lúc đấy cả hai bạn đều có những cái bản lĩnh. Và đặc biệt là bạn là người muốn quay lại phải có cái bản lĩnh nhất định, để mà khi mà người ta nói chuyện với mình, người ta cảm nhận được cái con người của mình nó tốt đẹp hơn như vậy. Và người ta cũng có những cảm xúc qua lại yêu thương và rồi nói ra những cái câu ngọt ngào. Mà thậm chí các bạn không cần phải nói đến từ quay lại, các bạn cũng đã quay lại được với nhau rồi. Đó, đấy chính là sự tinh tế. Chứ đừng ngồi và nói rằng đang tuyệt vọng, người ta đã chán mình lắm rồi, hỏi người ta một câu là có muốn quay lại không. Mặc dù biết thừa câu trả lời rồi vẫn muốn hỏi. Đừng, thảm hại thì chỉ có đau khổ thôi. Câu này tránh ngay khi muốn quay lại nhá. Vì thường là câu trả lời cho cái câu này của các bạn sẽ là không đấy. Hoặc là người ta không trả lời, cho các bạn tự hiểu. Thì như thế thì càng buồn hơn mà, đúng không? Lại càng làm người ta thấy là chán mình hơn nữa. Câu thứ hai mà các bạn tuyệt đối không được nói trong tình yêu, đấy là câu em tuyệt vọng muốn chết rồi, hoặc anh cũng tuyệt vọng muốn chết rồi. Khi các bạn bị người yêu ruồng bỏ mình, hoặc người yêu làm mình đau khổ, các bạn nói câu là các bạn tuyệt vọng muốn chết rồi. Thực sự ấy, khi mà bị ruồng bỏ mà các bạn nói cái câu tuyệt vọng muốn chết rồi, chẳng ai thương các bạn. Bởi vì sao? Các bạn có thương các bạn đâu. Các bạn có yêu các bạn đâu mà người ta phải thương, phải yêu các bạn. Nếu muốn được thương, được yêu, mình phải làm cái điều đấy trước đầu tiên ấy, là phải yêu mình trước đã chứ, đúng không? Tuyệt vọng muốn chết, không ai muốn ở bên cạnh một người thảm đến cái mức độ đấy. Nói đi thì cũng phải nói lại, mình biết là khi đau khổ các bạn có cái đôi khi có cảm giác đau như muốn chết ấy, đúng. Nhưng điều đấy không có nghĩa là các bạn phải nói ra cho người ta biết, đúng không? Vì khi các bạn nói ra câu đấy, người ta nhìn thấy một con người tuyệt vọng, không có sức sống, không có bản lĩnh. Bạn có muốn yêu một người như vậy không? Không. Đúng không? Không ai muốn yêu một người như vậy cả. Và trong đau khổ mà mình vẫn bản lĩnh, mình vẫn yêu đời, mình vẫn yêu bản thân, mình vẫn biết giá trị của mình à, cái đấy nó mới là cái khác. Cái đấy mới là cái cuốn hút. Còn nếu bạn nói rằng tuyệt vọng muốn chết, em tuyệt vọng muốn chết, anh tuyệt vọng muốn chết, thì lúc đấy là các bạn sẽ tiếp tục đau khổ. Và người ta đã chán các bạn còn chán hơn ý. Đã nhẽ ban đầu người ta muốn chia tay với các bạn một phần, bây giờ người ta 10 phần muốn chia tay với các bạn luôn ý. Bởi vì ai cũng thế, họ thích là có những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ ở bên cạnh người đấy, mình có cái gì hơn. Chứ không phải là bây giờ người ta thảm hại như thế, người ta đau khổ, người ta đang ở vực sâu và bây giờ mình phải kéo người ta lên, không ai thích, đúng không? Cho nên đừng bao giờ biến mình trở thành một người thấp ở cái tư thế thèm khát như thế. Thậm chí là trong lòng mình đau thật, mình khổ thật ấy, trước mặt người khác mình vẫn phải bản lĩnh, mình vẫn phải biết là mình phải yêu mình thì người khác mới yêu mình. Còn nếu mình nói ra cái câu mình muốn chết thì không ai thương mình hết cả. Các bạn ạ, bạn không thương mình thì đừng hy vọng người ta sẽ thương mình. Đó. Câu số 3 mà các bạn tuyệt đối kiêng kỵ không được nói trong tình yêu, đấy chính là câu tại vì em yêu nhiều hơn nên em đau khổ. Đấy. Hoặc nhiều bạn nam cũng có chia sẻ với mình là tại vì anh yêu nhiều hơn nên anh đau khổ. Thực ra các bạn chưa bao giờ đau khổ vì các bạn yêu nhiều hơn. Các bạn chỉ đau khổ vì các bạn ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Thực sự đấy.
Chứ còn nếu thực sự các bạn biết là yêu là gì, thực sự cái bản chất của yêu là gì mà các bạn yêu nhiều, các bạn không bao giờ khổ đâu. Vì yêu là gì? Yêu là khi các bạn mong những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người kia, khi các bạn muốn mang đến hạnh phúc cho họ, đúng không? Thì điều đó chứng tỏ rằng nếu các bạn yêu càng nhiều, chứng tỏ các bạn càng muốn mang đến nhiều hạnh phúc hơn cho họ, là các bạn muốn quan tâm đến hạnh phúc của họ. Chỉ cần họ hạnh phúc, họ càng hạnh phúc thì bạn càng vui. Thế nhưng mà cái việc rời xa bạn ấy sẽ khiến người ta thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Bạn không muốn điều đấy. Bạn muốn kìm hãm cái sự hạnh phúc và sung sướng và thoải mái của người ta lại bằng cái việc níu kéo người ta. Đó. Thì các bạn có thể nói là bạn yêu nhiều hơn nên bạn đau khổ không? Không. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng mình chưa thực sự biết cách yêu và yêu mình với một tình cảm ích kỷ thôi. Cho nên đừng bao giờ nói là yêu nhiều mà khổ nhiều nhá. Chỉ có yêu bản thân nhiều với tình cảm ích kỷ thì mới khổ thôi. Và mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi đấy, con người trên đời này chỉ vì sự ích kỷ thì mới đau khổ, chứ vì sự cao thượng thì không bao giờ đau khổ hết. Nói thật với các bạn là như vậy. Nhưng mà mình hiểu khi các bạn yêu là các bạn muốn được ở bên cạnh người mình yêu, đúng không? Nhưng hãy hiểu bản chất của cái sự yêu đấy. Mình yêu người ta, mình phải làm cho người ta hạnh phúc hơn thì hãy ở bên cạnh người ta. Còn nếu mình làm cho người ta khổ hơn thì xin đừng làm như thế. Vì nếu các bạn có cố gắng để ở bên cạnh người ta cũng chán các bạn lắm. Chán ơi là chán, bởi vì chính cái tâm thế của bạn khi bước đến tình yêu nó không có đúng. Vì các bạn chỉ mưu cầu cho mình thôi. Có ai muốn yêu một người ích kỷ không các bạn? Không. Mặc dù mình biết rằng cái cảm xúc đấy nó rất tự nhiên, nhưng mà các bạn phải ứng xử khác đi, bản lĩnh hơn, cao thượng hơn đi. Chấp nhận những đau khổ vì mình đi, ít nhất là trong một khoảng thời gian đấy thôi. Người ta nhận ra các bạn cao thượng vì người khác, chấp nhận đau khổ vì mình, những cái đó người ta nhìn thấy hết. Người ta không nhìn thấy, người ta cảm nhận được. Nó từ sâu trong trái tim của một con người. Cho nên đừng bao giờ nói những câu vì yêu nhiều nên khổ nhiều, xong rồi níu kéo người khác và nói ra em yêu anh nhiều lắm, hoặc anh yêu em nhiều lắm. Người ta dịch ra cái câu nói của bạn chỉ là bạn yêu bạn quá nhiều mà thôi nhá. Cho nên đừng nói câu này. Hoặc cũng có thể trong lòng bạn nghĩ thế, đừng nói. Vì nói ra là sẽ mất hấp dẫn lắm, mà nói ra là bị chán lắm nhá. Câu nói số 3 mà các bạn tuyệt đối không được phép nói trong tình yêu, đấy là câu em bất ngờ quá hoặc anh bất ngờ quá vì sự thay đổi của đối phương 180 độ như thế. Đã từng yêu nhau 5 năm, 10 năm mà tại sao lại như vậy? Các bạn phải biết như thế này, cuộc sống của các bạn là do các bạn làm chủ, chứ không phải là cuộc sống của bạn phụ thuộc vào cái sự thay đổi hay không thay đổi của người kia. Người kia không thay đổi thì cuộc sống của mình mới hạnh phúc, còn người ta thay đổi thì mình đau khổ. Không, thế thì các bạn sống cuộc sống của một cây tầm gửi à? Đúng không? Cây tầm gửi nó cho các bạn gửi vào đấy thì các bạn hạnh phúc, còn nếu không thì các bạn đau khổ. Không, mình không thể sống như thế được, dù là nam hay nữ nhá. Cho nên dù bây giờ các bạn yêu ai, yêu nhau được 3 năm rồi hay 10 năm rồi, mình khuyến khích các bạn hãy cứ luôn luôn biết mình làm chủ. Người bạn, bạn có thể không thay đổi, nhưng bạn không thể nào không thay đổi người khác được. Vì người ta có thể sống với bạn 10 năm, 20 năm người ta không thay đổi, nên năm 30 tuổi, năm 30 người ta thay đổi thì sao? Năm thứ 30 ở bên cạnh người ta thay đổi thì sao? Người ta thay đổi mình vẫn luôn sẵn sàng chuẩn bị cho cái điều đó. Vì cuộc sống của mình là do mình quyết định. Chứ đừng bao giờ nói những câu bất ngờ vì sự thay đổi của người kia. Chuẩn bị sẵn cho sự thay đổi ấy đi. Và mình chuẩn bị sẵn cho cuộc đời của mình với cái sự thay đổi đấy thì mình sẽ làm gì? Bằng cái việc là sống có tiêu chuẩn và nguyên tắc. Đó. Nếu người ta thay đổi, người ta có người khác thì sao? Thì mình sẽ cho người ta rời xa luôn, bất kể người ta ở với mình 20 năm hay 30 năm rồi. Đúng không? Đấy là cái nguyên tắc của mình. Chung thủy thì ở bên nhau, không chung thủy thì lượn khỏi đời nhau thôi, có cái gì đâu. Còn nếu bạn cứ bị lụy quá, xong rồi bất ngờ, xong đau khổ, nó chỉ thể hiện rằng mình thảm hại thôi. Và thế là càng bị chán ngấy luôn mà. Và trong tình yêu các bạn phải biết rằng đừng bao giờ sống số phận của một cây tầm gửi. Hạnh phúc của bạn không bao giờ phụ thuộc vào việc người ta có thay đổi hay không nhá. Hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào bạn. Người ta thay đổi không phù hợp với mình, người ta sẽ phải bước đi. Người ta còn phù hợp với mình, người ta sẽ còn có cơ hội để ở bên mình. Cho nên hãy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó. Đừng bao giờ sốc vì sự thay đổi của người khác. Hoặc cũng có thể là mới yêu nhau các bạn được yêu rất nhiều, một thời gian sau các bạn không được yêu và chiều như thế nữa, bắt đầu các bạn sốc. Chẳng có gì mà sốc cả. Chấp nhận nó. Vì hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào việc người ta có quan tâm đến bạn hay không. Người ta không quan tâm đến bạn, bạn vẫn phải quan tâm đến mình, vẫn phải yêu mình, vẫn phải làm cho mình hạnh phúc. Người làm cho các bạn hạnh phúc là các bạn, chứ không phải là phụ thuộc vào người kia. Còn nếu phụ thuộc vào người kia, cứ là tầm gửi thì là khổ thôi. Cái câu số 4 mà các bạn tuyệt đối tránh trong tình yêu đấy chính là níu kéo một người mà đã có tình cảm với người khác. Có thể là trong quá trình yêu bạn người ta có tình cảm với người khác, hoặc cũng có thể là yêu bạn, chia tay bạn rồi có tình cảm với người khác rồi quay lại với bạn. Mình khuyến khích là trong cái tình huống này đừng níu kéo và cũng đừng quay lại với những người như thế. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có giá hơn thế nhiều.
Và nếu người ta không nhìn ra cái giá trị đấy của bạn thì bạn phải nhìn ra giá trị của bạn. Và khi một người thấy các bạn có tiêu chuẩn rõ ràng như thế, người ta thích lắm. Một người mà nghiêm túc tử tế người ta thích lắm, quý mến, trân trọng lắm. Cho nên đừng bao giờ là một người xuề xòa đến cái độ mà người ta có thể yêu mình và vẫn có thể có tình cảm với người khác. Các bạn ạ, cuộc sống này thì luôn tràn ngập những cái điều tốt đẹp. Vấn đề các bạn có biết đón nhận những cái sự tốt đẹp đấy không? Hay là các bạn luôn luôn nghĩ là cái sự tốt đẹp đấy không còn tồn tại, đúng không? Các bạn sẽ nghĩ là không có một người đàn ông hoặc không có người phụ nữ nào chung thủy đâu. Các bạn nghĩ như thế thì các bạn không bao giờ có người chung thủy trong cuộc đời của bạn thật. Các bạn có tin đâu, các bạn có đón nhận đâu, đúng không? Các bạn luôn phủ nhận mà, các bạn có đón nhận đâu. Cho nên là muốn cái gì tốt đẹp ở trên đời này thì chúng ta cũng phải biết, chúng ta xứng đáng, chúng ta đón nhận nó. Đón nhận một người chung thủy với các bạn, yêu thương các bạn, chiều chuộng các bạn và ở bên cạnh các bạn với cái tình yêu nó thiêng liêng nhất. Có một cái tình yêu mà nó phân phát cho vài dăm ba người thì nó chẳng còn gì là thiêng liêng cả, đúng không các bạn? Và cái điều cuối cùng, cái câu nói cuối cùng mà các bạn tuyệt đối không được nói trong tình yêu đấy chính là: anh có còn tình cảm với em không? Hoặc anh có, hoặc em có còn tình cảm với anh không? Đấy, sau khi bạn chia tay nhau một thời gian rồi liên hệ với nhau, các bạn nói câu này. Hoặc là mới chia tay nhau, các bạn cứ muốn biết là liệu anh có còn chút gì tình cảm với em không mà anh lại muốn chia tay với em như thế này. Nhiều chàng trai sẽ trả lời là còn, nhưng mà chẳng còn bao nhiêu, ít lắm. Đau, đau, quá đau, đúng không? Bởi vì các bạn bước đến tình yêu là các bạn xứng đáng một cái tình yêu nồng cháy nhất cơ mà. Tại sao chấp nhận một thứ tình cảm tí hin như thế? Và câu nói đó rất thảm hại. Còn yêu em không? Có còn chút tình cảm với em không? Hay là có một chút gì gọi là yêu với em không? Hay là với anh không? Các bạn nói câu đấy để làm gì? Chắc nó giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho người ta chán ngấy và thấy các bạn không có giá trị đâu. Mà trên đời này cái quy luật là không có giá trị thì sẽ bị coi thường. Các bạn ạ, người ta không bao giờ trân trọng người thốt ra cái câu đó cả. Bởi vì thốt ra cái câu đấy là nó bắt nguồn từ cái việc là các bạn không biết giá trị của mình. Không trân trọng mình thì người ta cũng sẽ coi thường mình và coi và hạ thấp mình mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu cái điều đó để mình không có mắc sai lầm các bạn nhá. Và đây chính là những cái câu nói mà mình chia sẻ với các bạn để các bạn tuyệt đối tránh kiêng trong tình yêu, để dù hoàn cảnh như thế nào xảy ra mình cũng đối mặt với nó chứ mình không có thảm hại. Và nói thật với các bạn, trong tình yêu nó sẽ có những thăng trầm, có những lúc các bạn đau khổ, có những lúc các bạn hạnh phúc, nhưng những cái lúc đau khổ ấy mình phải biết mình bản lĩnh lên. Cũng có thể là mình đối mặt với bản thân mình yếu đuối đấy, nhưng trước mặt người khác mình không thể nào tùy tiện thể hiện sự yếu đuối đấy ra được nhá. Mình hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích và khiến các bạn trở thành những người biết rằng mình xứng đáng nhiều hơn và ứng xử cuốn hút hơn. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua để nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chào Toàn, mình đã xem rất nhiều clip của Toàn, rất hay và giỏi, cảm ơn bạn. Mình thì có quen một người rất là xa, mới khoảng hơn 2 tháng, hàng ngày thường xuyên nhắn tin qua lại. Và một hôm người đó gửi cho mình một tấm ảnh và hỏi là mình có thể gửi cho anh ấy không. Mình gửi mấy tấm hình và anh ấy hỏi ảnh đó là ảnh của năm nào, và mình nói là của năm 2018. Đó là lần thế. Rồi 2 ngày sau anh ấy chỉ xem tin nhắn mà không trả lời. Vậy mình cũng không gửi tin nhắn nữa. Sau 1 tuần mình thấy anh ấy trên mạng, mình gửi tin nhắn, anh ấy trả lời và nói chuyện quá bình thường. Và hôm đó mình lại gửi tiếp 2-3 ảnh nữa, nói chuyện qua lại bình thường. Tới 2-3 ngày sau rồi không trả lời nữa. Sau đó mình không ghi tin nhắn nữa mà chỉ gửi những video của những bữa cơm mình nấu. 2 ngày sau anh ấy xem. Vậy mình ghi tiếp một tin nhắn khác và một video khác. Tới nay cũng đã 1 tuần rồi mà anh ấy cũng chưa xem. Mà hôm nào mở mạng cũng thấy anh là người đầu tiên lên mạng mà không xem tin. Vậy theo Toàn, bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ? Vẫn tiếp tục chờ đợi. Vậy sao? Vì mình cũng muốn biết rằng nếu không hợp hay không thích thì nói ra một câu. Có gì mà phải im lặng? Nếu không thích thì sao vẫn còn vào mạng? Hơn nữa bọn mình không còn trẻ nữa rồi. Xin lỗi Toàn, hãy tư vấn giúp mình nên có sự ứng xử như thế nào nhé. Cảm ơn Toàn nhiều. Chúc Toàn và gia đình hạnh phúc. Bạn thân mến, bây giờ bạn không biết phải làm như thế nào, đúng không? Nên chờ đợi hay không? Câu trả lời là không nên chờ đợi, anh này không hề thích bạn. Bạn không phải là gu của anh ý. Tại sao có thể bắt đầu nói chuyện, anh ý chưa nhìn thấy bạn, hình ảnh của bạn thì có thể là anh ý có cái cảm tình nhất định. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ảnh của bạn thì có thể anh ý thấy rằng đây không phải là gu của mình. Và thế là anh ý kết thúc. Bạn có nói rằng tại sao không thích mà không nói ra một câu, đúng không? Thực ra giữa các bạn nó đã là gì đâu, có phải là người yêu của nhau đâu, thậm chí gặp còn chưa gặp nhau.
thì có lý do gì để mà người ta nói thẳng ra là tôi không thích bạn hay là tôi không yêu bạn, đúng không? Người ta không thể nói như thế được, nói như thế vô duyên quá, đúng không nào? Và người ta có những ứng xử như thế, mình phải biết rằng người ta không có thích mình. Người ta thích mình thì người ta đã khác rồi. Và bạn có nói rằng đã không thích thì tại sao lại cứ lên mạng? Ôi trời ơi, người ta lên mạng là việc của người ta mà. Người ta lên mạng, người ta nói chuyện với rất nhiều người, có phải là một mình đâu, đúng không? Cho nên mình phải hiểu như thế. Thực ra ấy, mình cũng mong bạn đừng có buồn. Bởi vì có thể là người ta thấy mình không phải là gu của người ta, nhưng mà mình có thể là gu của một người đàn ông tuyệt vời hơn thế, tốt hơn thế. Chứ không phải là mình không phải gu của người ta thì tức là mình không có giá trị hay là mình không cuốn hút, đúng không nào? Mình cuốn hút theo cách của riêng mình có giá trị theo cách của riêng mình. Và mình sẽ có một người đàn ông của riêng mình. Người ta trân trọng mình, người ta nhìn ra giá trị của mình và người ta muốn làm cho mình hạnh phúc. Đó, cho nên là đôi khi trong cuộc đời bạn sẽ gặp phải những người đàn ông mà không phù hợp với mình, thì nó là những cái chuyện rất bình thường thôi. Đôi khi còn gặp những người đàn ông mà người ta nhìn thấy mình, người ta không nhìn ra cái giá trị đấy, thậm chí người ta còn hạ thấp mình nữa cơ. Thì trong cuộc sống này có rất nhiều tình huống như thế. Cho nên mình mong là bạn hãy tỉnh táo để nhìn nhận cái sự việc này. Bây giờ đầu tiên là đừng chờ đợi gì cả nhá, bởi vì người ta có thích mình đâu. Càng không nói chuyện người ta yêu mình. Mối quan hệ giữa các bạn cũng chỉ là nói chuyện qua lại ở trên mạng thôi. Chưa có gì gọi là nghiêm túc, chưa có gì gọi là một mối quan hệ yêu đương cả. Và người ta cũng không có lý do để người ta nói là người ta thích bạn hay là không thích bạn. Và người đàn ông này người ta lịch sự, người ta không dám nói thẳng ra. À, người ta không thể nói là ôi nhìn ảnh của em, anh thấy em không phải là gu của anh à. Người ta không thể nói như thế được. Quá tàn nhẫn, chẳng lẽ bạn muốn nhận lại những cái tin nhắn như thế hay sao? Không, người ta ứng xử như thế, phản ứng như thế là mình hiểu là suy nghĩ người ta như thế nào rồi. Người ta không thích mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà bạn cũng đừng vì như thế mà mình tự ti về bản thân mình. Là con gái có giá trị, hãy luôn tự tin về những giá trị mình trao đến cho cuộc sống này. Bạn có giá trị bởi bạn đến với cuộc sống này để trao đi những giá trị. Bạn đến với tình yêu là để trao đi cho một người đàn ông một cái tình yêu nó chân thành. Bạn đến bên cuộc đời của họ để hỗ trợ họ, giúp đỡ họ có được cái hạnh phúc. Mà nếu không có bạn, họ sẽ không có được điều đấy. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải gặp đúng người, đúng thời điểm, đúng một người mà người ta trân trọng những giá trị của mình, người ta nhìn ra vẻ đẹp của mình. Có thể có những người khác nhìn thấy bạn không đẹp, nhưng người định mệnh của bạn, người ta sẽ nhìn thấy bạn đẹp. Đẹp theo cách của riêng bạn, người ta trân trọng những cái điều bạn làm, trân trọng những cá tính và bản chất tốt đẹp của bạn. Đấy, không phải là người đàn ông nào cũng làm được điều đấy. Cho nên mình chỉ có cách là mình chờ đợi và mình đón nhận một người đàn ông trong tương lai sẽ cho mình được hạnh phúc thôi. Còn người đàn ông này thì không phải người đấy nhá. Đừng hy vọng vào anh này nữa, cũng đừng nhắn tin cho anh ấy nữa, cũng đừng hỏi nhiều nữa, kẻo mà mình sẽ trở thành một cái nỗi phiền phức cho người ta. Thì không, mình không hạ thấp bản thân mình như thế nhá. Đồng thời sau khi xem video này thì cũng hy vọng rằng những bạn gái khác trong quá trình mà nói chuyện với một ai đó, làm quen với một ai đó mà người ta có những biểu hiện như thế này, mình phải biết ngay là người ta không có thích mình. Chứ không cần phải hỏi xem là tại sao không thích mà không nói, đúng không? Người ta không có lý do gì để nói ra không thích bạn cả. Cũng chẳng có cái quyền gì để nói ra là không thích bạn cả. Cũng không thể nào mà vô duyên và mất lịch sự như thế để nói ra không thích bạn cả, đúng không? Nhưng mà mình phải hiểu ý, là một người con gái tinh tế mình phải hiểu ý, mình không phải là gu của người ta. Vậy thì thôi, mình chỉ tiếc là tiếc cái gì? Tiếc một người đàn ông mà khó khăn được tìm được trong cuộc đời này, người ta có thể nhìn ra giá trị của mình, người ta yêu mình, người ta thương mình. Có thể người khác nhìn thấy mình không đẹp đấy, nhưng anh có thể nhìn thấy rằng à mình đẹp. Anh vẫn nói rằng em là đẹp nhất trong mắt anh, chẳng ai sánh được với em cả. Đấy, một người mà sau khi yêu bạn, người ta có thể nói ra được câu đấy. Thì đấy mới là một người mà bạn nên trân trọng trong cuộc đời này. Còn bây giờ bạn với em này chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi, tình cảm chưa phải là sâu đậm cái gì cả. Cho nên đừng có quá áp đặt và quá tạo cho mình cái áp lực à mình đến tuổi rồi, mình không còn ít tuổi nữa. Không có nghĩa rằng bạn ít tuổi thì người ta phải yêu bạn ngay à? Nhưng không thể nói như thế được. Cho nên trong tình yêu là mình phải tinh tế ở cái điểm đấy, mình phải tự trọng nữa. Chứ không phải là các bạn nghĩ rằng mình cũng lớn tuổi rồi, anh ấy cũng lớn tuổi rồi, thôi mình quen nhau thì phải yêu nhau ngay. Không, làm gì có chuyện như thế. Người ta nói chuyện với bạn không có nghĩa là người ta yêu bạn, đúng không? Ban đầu có thể người ta nói chuyện với bạn nhiều hơn. Đôi khi ấy, có những người đàn ông mà người ta đang chán, người ta đang buồn, người ta lên mạng thì người ta tìm một ai đó để chia sẻ, để nói chuyện thôi. Thì có những cô gái ngộ nhận là cứ nghĩ đấy là yêu. Xong rồi sau đó có thể người ta nói chuyện, người ta không cảm thấy thích nữa, thì người ta dừng lại thôi. Mình phải hiểu điều đấy. Chứ không phải là người ta nói chuyện với mình người ta phải yêu mình, hay người ta nói chuyện với mình rồi người ta phải thích mình, người ta nói chuyện với mình rồi người ta phải lấy mình. Không phải như thế. Cho nên mình hy vọng rằng sau cái tư vấn của mình thì bạn cũng sẽ tự tin về bản thân mình hơn. Biết được rằng à mình đây người đàn ông này không phù hợp với mình,
mình cần tìm một người khác phù hợp hơn, nhận ra giá trị của mình hơn. Người ta lên mạng, người ta tin nhắn của mình, người ta cũng không xem nữa, thì chứng tỏ người ta không hứng thú với mình thôi. Vì nói thật là nếu như mình là một cái gì đó trong cuộc đời của người ta thì không có chuyện là người ta không xem tin nhắn của mình. Hoặc là ví dụ như các bạn có những buổi yêu nhau rồi mà cãi nhau, hoặc là có những cái mâu thuẫn nào đấy cơ, thì bảo người ta im lặng xong người ta giận mình, người ta không xem tin nhắn của mình. Còn đây thì mọi thứ nó rất bình thường, đơn giản chỉ là sau một cái buổi mà đã xem hình ảnh của bạn, có thể anh ấy thấy là không hợp, có thể anh ấy thấy rằng là đây không phải là người con mẫu con gái mà anh ấy thích nhá. Thì mình hiểu là như thế, mình không phải là gu của anh ấy, thì anh ấy cũng chẳng phải là gu của mình. Bởi vì gu của mình là một người đàn ông phải nhìn ra giá trị của mình, phải có tình cảm với mình, muốn làm cho mình hạnh phúc, thì đấy mới là cái gu của mình, đúng không bạn? Cho nên đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình để rồi bây giờ cứ nhắn tin tiếp cho anh này xong rồi mình rất là kém cuốn hút nhá. Mình là con gái có giá trị, mình bước đi trên con đường của mình và dành cái niềm vinh dự được ở trong cuộc sống của mình cho một người đàn ông thực sự xứng đáng. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị Toàn ơi, chị giúp em với. Em và anh ấy 30 tuổi, yêu nhau được gần 2 năm. Chúng em chưa có kinh tế vững nên muốn phát triển công việc ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân. Anh làm tài xế chở hàng trong một công ty, em làm tự do. Cả anh và em đều muốn mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh. Hiện tại chưa đủ vốn nên chưa mở được. Chúng em ở cách nhau 20 km, một tháng thường gặp nhau 2 lần. Anh ở trọ, em là mẹ đơn thân đang sống cùng với cha mẹ của em. Trong tình yêu, dù yêu đã lâu nhưng em thấy anh vẫn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng em như những ngày đầu. Anh nấu ăn ngon nên mỗi lần hẹn hò, anh thường hay nấu những món em thích, đem theo vào công viên, ngồi chơi, nói chuyện, rồi đút cho em, chăm em như con nít vậy đó. Hàng ngày có chuyện gì, anh cũng đều tâm sự, chia sẻ với em. Anh thường hỏi han, quan tâm, mua sữa, sách vở cho con em. Vào các dịp lễ, anh luôn tặng quà cho em, dù chúng không phải là những thứ xa xỉ, đắt đỏ gì, nhưng chúng là những món quà mà anh chăm chút, là tốt nhất trong khả năng mà anh có để có thể mua tặng cho em. Em yêu và rất trân trọng tình cảm mà anh dành cho em. Anh có một khuyết điểm, đó là sau giờ làm, anh hay nhậu. Em đã khuyên anh nhiều lần nên giảm nhậu để tốt cho sức khỏe, dùng thời gian rảnh đó để tìm hướng phát triển, tăng thu nhập. Hiện nay em thấy anh thay đổi, lâu lâu mới nhậu, em rất mừng. Gần đây có một lần anh đi nhậu về kể, hôm đó anh xích mích, lấy dao bấm ra đánh dằn mặt đối phương. Em lên án gay gắt cái hành động này của anh. Em khuyên anh tránh xa những cuộc nhậu, kiềm chế lại tính nóng nảy của mình. Đánh người là vi phạm pháp luật, anh hứa sẽ thay đổi. Một tháng sau anh lại xảy ra sự việc tương tự. Em thất vọng, muốn chia tay vì em không muốn yêu người có tính nóng nảy, bạo lực, hành xử giang hồ như vậy. Anh nói cho anh cơ hội nữa để anh sửa. Em nghĩ bản tính một con người rất khó thay đổi nên không tin anh nói. Em vẫn giữ quan điểm chia tay. Anh nói anh dành hết tình cảm chân thành để yêu em, luôn quan tâm, yêu thương, chung thủy với em bao lâu nay. Anh coi em là cả cuộc sống của anh, mà giờ em bỏ anh như vậy thì anh thấy mình mất phương hướng, mất động lực trong cuộc sống. Thứ quý giá nhất của anh đó là em, mà giờ mất rồi thì anh không còn gì để mất. Bị dồn vào đường cùng, anh quẫn lên sẽ làm nhiều điều bất ngờ. Anh sẽ làm cho em không thể yêu ai được nữa, ví dụ như tặng cho em vài giọt axit chẳng hạn. Em nghe những câu này thực sự rất bất ngờ, hoang mang và thấy sợ tính này của anh. Em đã từng đổ vỡ trong hôn nhân một lần rồi, nên giờ yêu ai em rất thận trọng. Em tìm hiểu tình yêu của người ta dành cho mình, rồi xem họ có thương con mình không, xem cả tính cách, lối sống của người ta nữa. Với anh, em thấy mình nếu bỏ thì thương, mà vương thì tội. Giờ em nên làm sao đây? Em thân mến, em đã yêu phải một người đàn ông mà người ta không thể kiểm soát được cái suy nghĩ của mình.
Đó chính là lý do mà trong nhiều video của chị, mà chị có làm video về kiểu người đàn ông mà mình phải tránh xa, trong đó có những người đàn ông rượu chè em ạ. Những người đàn ông mà bị chịu tác động của rượu ấy thì họ sẽ không thể nào mà kiểm soát được cái tinh thần của bản thân một khi là nó đã quá là nhiều á. Và cái người đàn ông này có thể ban đầu mà chị thấy những cái hành động mà nó ở mức độ chấp nhận được thì còn có thể nghĩ rằng à, cho anh ấy thêm một cái cơ hội để anh ấy có thể nhìn nhận rằng à, anh phải đối mặt với cái sự mất em mà sửa đổi. Nhưng sau đó thì chị cảm thấy rằng thực sự không thể chấp nhận được nữa khi em nói rằng anh ấy nghĩ quẫn mà em bỏ người ta thì người ta có thể cho em mấy viên, mấy giọt acid. Thì thực sự nó là một cái giới hạn. Anh ta đâu có yêu em đâu. Anh ta chỉ yêu anh ta bằng một tình yêu ích kỷ thôi. Anh ta chỉ biết những cái thứ mình muốn thôi. Anh ta mất đi cái thứ mình muốn là anh ta phải quyết định có bằng được, chứ anh ta yêu thương gì, đúng không? Anh ta mất đi một cái thứ mà từng thuộc về anh ta, xong anh ta phát điên, anh ta phát rồ lên và anh ta phải giữ lại cho bằng được. Thì em phải biết rằng em đang yêu một người có cái bộ não và thần kinh không ổn định. Điều đó rất là nguy hiểm cho em. Bởi vì em nghĩ mà xem, em nói là bỏ thì thương mà vương thì tội. Chị nghĩ là không có gì để thương ở đây cả, và không có cái gì nên vương vấn ở đây cả. Em phải chạy khỏi người đàn ông này ngay và luôn, chứ không nên dây dưa gì hết nữa. Em dây dưa với người ta ấy, thì một người không thể kiểm soát được cái bộ não và thần kinh của mình, em không biết người ta có thể làm ra những cái trò gì đối với em. Quá sợ hãi luôn đấy chứ, đúng không? Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh ấy. Mặc dù anh cũng có khá là nhiều những cái điểm tốt, nó rất là đáng khen, như là chăm sóc chu đáo cho em, rồi cũng quan tâm đến con em đấy. Nhưng thực sự cái một cái hành động mà nó thể hiện rằng anh không kiểm soát được tinh thần của bản thân thì cái điều đấy là không thể chấp nhận được. Bây giờ người ta có thể uống rượu, người ta tức giận, người ta lấy dao ra để đe dọa một người khác, thì em có nghĩ là nếu sau này em làm vợ người ta, em làm cái gì không vừa ý với người ta cũng làm thế đối với em. Em có sợ không? Đúng không? Thế cho nên cái điều này nó rất là quan trọng chứ. Từ một cái hành động đấy mình có thể suy ra rất nhiều những hành động khác. Và thực sự là chị nghĩ rằng em nên tránh xa anh này đi. Chị nghĩ rằng bây giờ ấy, em cũng là một cô gái thôi, thì cũng có thể là cái sức của em nó có hạn. Cái khó khăn này của em phải chia sẻ với những người xung quanh em. Ví dụ như bố mẹ của em à, chẳng hạn bố mẹ của em có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn, họ sẽ biết là nên bảo vệ em như thế nào. Em phải chia sẻ ra để rồi mình có thể có cái phương án mà dứt khoát với cái người đàn ông này. Chứ bây giờ em dây dưa với người đàn ông này ngày nào thì em còn lo sợ ngày đấy, em còn có nguy cơ gặp nguy hiểm ngày đó. Nó rất là quan trọng đấy. Cho nên chị nghĩ rằng là em phải cân nhắc thật là kỹ đi. Chứ còn em đừng có vì nể quá. Vì nể quá xong rồi cứ dây dưa thì cuối cùng à, người ta càng nghĩ rằng em sợ, người ta càng lấn tới. Em hiểu không? Người ta sẽ thấy em sợ người ta càng uy hiếp đe dọa em để em không thể rời xa người ta được. Thì cái đó nó rất là nghiêm trọng. Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ phải mạnh mẽ đứng lên để tìm những cái phương án mà hỗ trợ giúp đỡ mình. Mình phải chia sẻ cái vấn đề mình đang gặp phải với bố mẹ mình. Em đang ở với bố mẹ mà. Để rồi bố mẹ mình sẽ có bố mẹ mình cũng biết sự việc. Để lỡ có điều gì xảy ra thì cũng có người hỗ trợ mình trong cái việc xử lý. Cái thứ hai nữa, em cũng nên cho người đàn ông này biết được rằng là em cũng không có ý định yêu ai khác cả. Chứ bây giờ em mà không nói ra, người ta nghĩ là em sẽ yêu một người khác, xong người ta phát điên, phát rồ lên, rồi người ta làm ra những cái chuyện mà không kiểm soát được bản thân, thì lúc đấy người thiệt lại là em. Em có thể nói với người ta một lần là thực sự là trong quá trình tiếp xúc với nhau em cảm thấy chúng ta không hợp, và chúng ta không thể có hạnh phúc với nhau được. Cho nên là em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại. Em cũng không có ý định sẽ yêu ai hết, mà em chỉ muốn sống để có thể nuôi con mình được thôi. Hoặc là em không nhắc đến con nữa, em chỉ muốn sống một mình thôi. Rồi sau đó em dừng lại đi. Thực sự đấy. Nhưng mà em cũng không được thể hiện ra sự yếu đuối quá rồi van xin là anh hãy buông tha cho tôi, không. Em mà yếu đuối quá, người ta nắm được thóp của em, người ta biết em sợ là người ta sẽ dọa em. Nhá, em cũng phải vừa cứng vừa mềm. Cứng ở cái chỗ là à, mình sẽ kết thúc cái mối tình này, mình cũng cho người ta thấy là mình cũng chẳng yêu ai đâu, nhưng mình không thấy không hợp nhau thì mình phải kết thúc thôi. Còn cái trường hợp xấu nữa mà em cảm thấy không được thì em phải làm những cái hành động mà để người ta phải chán em, người ta phải ghét em ấy. Ví dụ như em thể hiện rằng mình là một cô gái rất là ham tiền, rất là thèm tiền, rất là xấu tính, là em thể hiện ra trước mặt anh ta,
Thế anh ta thấy rằng với em xấu xa quá thì anh ta tự động anh ta phải rời xa em. Đó, thì đấy là cái hạ sách, cái hạ sách thấp nhất ấy, mà mình không còn phương án nào thì mình làm cái đấy để người ta chán mình, người ta ghét mình rồi người ta bỏ đi. Chứ còn với một người đàn ông mà cái tinh thần không thể kiểm soát được như thế thì sẽ rất là sợ cho em đó. Cho nên là nó cần cái sự khéo léo ứng xử của mình, cũng như tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.